biểu, các thầy cô giáo cùng các em học sinh, chúng ta ổn định tổ chức để tiến hành buổi lễ. Lời đầu tiên, cho phép chị Hằng xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em thiếu niên nhi đồng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Mở đầu chương trình, xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh cùng thưởng thức màn văn nghệ đặc sắc của học sinh trường tiểu học Kim Anh gồm các tiết mục. Mở đầu chương trình là tiết mục nhảy Cuội Khờ do em Trần Ngọc Bích và Nguyễn Minh Ngọc lớp 1B biểu diễn. Tiết mục thứ hai, bài hát Chiếc Đèn Ông Sao do hai bạn Nguyễn Minh Ngọc đến từ lớp 1B và Nguyễn Ngọc Tường An đến từ lớp 3D biểu diễn. Tiết mục thứ ba, bài hát Cây Đa Quán Dốc do bạn Ngô Ngọc Bảo Châu đến từ lớp 4G biểu diễn. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Một hôm trăng ở trên cao, bóng mây đà đà chiếu soi mặt hồ. Trời thu giấc ngủ chiêm bao, qua thân chùa buổi yêu thầm hằng ngày. Cuộc đời này đôi khi thế chán nên muốn được thanh tiên mới khóc nơi trên trời. Không còn là ngày mây ra sao, đêm ngày dòng trời ta ở trên cao.
lên quán rông lâu cà lóc cốc tìm gỗng cây là nghỉ chân tem ba miếng chiều gối đầu tay không để ngắm sao trời nhà ai có con chim khánh lấy cà lấy cách tìm đến chim kêu rằng a à, có ba cô nàng mà đỏ môi hồng chung chim đồng tiền
hay đang cùng gia đình thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19. Bác rất xúc động khi nhiều cháu tuổi còn nhỏ nhưng đã trở thành những chiến sĩ tí hon, dũng cảm, tự lập trong điều kiện xa gia đình để thực hiện cách ly. Cha, mẹ, người thân phải tạm xa các cháu để thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Bác cũng rất vui mừng và ngợi khen các cháu đã quyết vượt qua khó khăn, chăm ngoan, đạt kết quả tốt trong học tập, xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc của gia đình và xã hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bác biểu dương sự cố gắng và những đóng góp của các cháu trong phát huy truyền thống vẻ vang của thiếu nhi Việt Nam. Các cháu yêu quý, Tết Trung Thu cũng là dịp để mỗi gia đình, chính quyền và xã hội dành sự quan tâm đặc biệt đến các cháu, giúp các cháu nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão tuổi thơ trong sáng, tươi đẹp. Bác mong mỗi cháu đều có cỗ Trung Thu đầm ấm cùng những người thân yêu của mình và cũng tin tưởng rằng mỗi gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội bằng trách nhiệm, tình thương yêu tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, chăm lo cho các cháu trong ngày Tết Trung Thu, quan tâm đặc biệt đối với các cháu nhỏ mồ côi, ưu tiên các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu bị tự kỷ, các cháu ở tận vùng sâu, vùng xa, đảm bảo an toàn cho các cháu bị ảnh hưởng của đại dịch, hỗ trợ phương tiện đồ dùng học tập, nhất là việc học trực tuyến, tạo những điều kiện thuận lợi để các cháu được học tập, sáng tạo, vui chơi bổ ích, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Các cháu hãy luôn nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, khát vọng, không ngừng tu dưỡng, rèn đức, luyện tài để góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như Bác Hồ kính yêu đã đặt niềm tin ở Thiếu Niên Nhi Đồng Việt Nam. Bác mong các cháu cho ngoan, mai sau gìn giữ giang san lạc hồng, sao cho nổi tiếng tiên rồng, sao cho tỏ mặt Nhi Đồng Việt Nam. Bác gửi đến các cháu nhiều tình thương yêu, trìu mến. Chúc các cháu vui Tết Trung Thu thật an toàn, vui khỏe. Thân ái, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, xin trân trọng cảm ơn cô giáo. Các em yêu quý, đã bao giờ các em đặt câu hỏi Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng 8 có từ bao giờ và vì sao lại có ngày Tết Trung Thu không? Trong đêm hội hôm nay, chị sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện để các em biết thêm về nguồn gốc của Tết Trung Thu nhé. Theo sử sách thì Tết Trung Thu bắt nguồn từ thời nhà Đường. Câu chuyện kể lại rằng vua Đường Minh Hoàng sinh năm 713, mất năm 741, dạo chơi trong vườn Ngự Uyển vào một đêm trăng rằm tháng 8 âm lịch. Đêm đó trăng rất tròn và sáng, trời đẹp và mát mẻ. Nhà vua đang thưởng thức cảnh đẹp thì có một đạo sĩ tên là La Công Viễn có phép tiên đưa nhà vua lên cung trăng. Ở đây cảnh trí đẹp gấp bội phần, nhà vua hân hoan thưởng thức cảnh tiên và du dương với ánh sáng, cùng các nàng tiên thướt tha trong các bộ xiêm y đủ màu sắc, vui tươi ca hát. Trong giờ phút tuyệt vời ấy, nhà vua quên cả trời gần sáng. Đạo sĩ phải nhắc nhà vua mới nhớ ra và ra về, nhưng trong lòng còn đầy luyến tiếc. Về tới hoàng cung, nhà vua còn vương vấn cảnh tiên nên cho chế ra khúc nghệ thường vũ y, và cứ đến rằm tháng 8 lại ra lệnh cho nhân gian tổ chức rước đèn và bày tiệc ăn mừng. Nhà vua và Dương Quý Phi uống rượu dưới trăng, ngắm đoàn cung nữ múa hát để kỷ niệm lần du nguyệt kỳ diệu của mình. Kể từ đó, việc tổ chức rước đèn bày tiệc trong rằm tháng 8 đã trở thành phong tục của nhân gian đấy các em ạ. Như vậy, Tết Trung Thu là một phong tục rất có ý nghĩa. Đó là ý nghĩa của những tấm lòng nhân đạo, sự chăm sóc, báo hiếu, lòng biết ơn, tình đoàn kết, thương yêu. Và đây cũng là dịp để các gia đình thêm khăng khít gắn bó. Và sau đây chúng ta cùng đến với tiểu phẩm hài có tên Phú Ông với Bờm và Cuội, với các nhân vật như sau: chị Hằng. Người dẫn chương trình là cô giáo Trần Thị Phúc, bí thư đoàn thanh niên. Viết kịch bản, biên đạo, cô giáo Bùi Thị Như Hoa, phó hiệu trưởng nhà trường. Vai Phú Ông
cô giáo Vũ Thị Thu Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A. Vai bờm, cô giáo Nguyễn Thị Vân Ánh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A. Vai cuội, cô giáo Trần Thị Xuyến, tổng phụ trách đội. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Đại biểu khách quý, quý phụ huynh cùng toàn thể 850 thiên thần bé nhỏ của trường tiểu học Kim Anh thân yêu. Để em nhìn xem, các em ngồi đâu nhá, các em ở đâu nhá. Ôi em nhìn thấy rồi, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, ôi đủ hết rồi rồi. Khối 2, ôi khối 2 đủ rồi. Khối 3, khối 4, khối 5, ôi tất cả học sinh toàn trường chúng ta đầy đủ rồi. Bòm ơi, ai gọi đấy? Ai gọi nhỉ? Bòm ơi, dạ. Bòm ơi, dạ. Con đây. Gọi gì mà gọi lắm thế không biết. Thôi, vậy anh cứ ở đây em vui trung thu với các em một tí. Vì hôm nay là trung thu mà, các em nhỉ? Đố các em biết. Anh tên là gì? Úi, sao các em giỏi thế nhở? Anh chưa giới thiệu là tên anh là gì sắp cả mà sao tất cả các em đều biết tên anh rồi. Đúng là em của anh bầm idol. Anh bầm đẹp trai nhở? Một tràng vỗ tay thật lớn dành tặng các em nào. Các em ơi, anh có một người bạn, anh ở trên cung trăng. Hôm nay anh hẹn anh xuống đây cùng vui trung thu với các em đấy. Đố các em biết bạn anh tên là gì? Anh Quỳ. Lại giỏi nữa rồi. Chính xác, bạn của anh tên là Quỳ. Một tràng pháo tay dành tặng các em. Có em nào nhìn thấy anh Quỳ đâu không nhỉ? Hay lạ. Giờ này anh hẹn xuống rồi mà sao bây giờ chưa thấy nhỉ? Có ai nhìn thấy Quỳ đâu không? Quỳ ơi! Quỳ ơi! À, Quỳ! Gặp trái thì đang ăn rồi! Từ lần ngoái ta mới gặp nhau! Quỳ ơi! Hãy nào sướng quá! Các em ở mãi tiết dưới các em không nghe thấy đâu.
Con xin trân trọng giới thiệu với ông, đây là quận. Và hôm nay quận xuống đây để cùng hai ông con mình đi vui trung thu. Các em học sinh trường tiểu học Kim Anh đấy. Ừ. Con chào ông ạ. À. Ừ. Ông ơi, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành khắp mọi nơi. Ừ, châu Á này, châu Âu này, châu Mỹ này, châu Phi này, châu Đại Dương này, châu Nam Cực này, châu Bắc Cực này. Sao lắm? Trời thế. Vâng, tất tần tật các loại châu đều có người dương tính với dịch bệnh Covid-19 này ông ạ. Thế người mắc cái Covid-19 ấy, con làm sao không hả cụ ấy? Chết như ngã dạng. Thế mà ông lại không đeo khẩu trang vào, dễ bị lây nhiễm Covid-19 lắm ông ơi. Thế cái hộp khẩu trang con mua con đưa cho ông đâu? Tao để trong két rồi. Ô, ông hay nhỉ. Cái khẩu trang là ông phải để cái chỗ mà dễ lấy nhá. Sao ông lại cho vào trong két? Ông đi vào ông lấy đeo vào. Nhưng mà tao quên mất mật mã két rồi mà. Thế quậy ơi, giờ thế nào? Cô tao bảo tớ nhờ quậy đi ra ngoài kia mua thêm cho ông một hộp khẩu trang. Mà khẩu trang là phải đúng tiêu chuẩn y tế. Để tôi đi nhé. Còn tôi sẽ gọi người để phá két sắt mất két ở đây kia khẩu trang. Ông ơi, ông cho con xin nữa chục. Tiền tao cũng để trong két hết. Bảy cứ đi mua chịu cho ông. Mày bảo là cứ bán cho phu ông một hộp khẩu trang, ai mà chả bán. Đi. Vâng, thế con chào ông con đi ạ. À. Ừ. Thế giờ con gọi người mở két sắt cho nhá, để ông lấy khẩu trang lấy tiền nhá. Lấy tiền. Số điện thoại đâu à? 0123456789 gì quy cả. Alo. Anh có phải anh Tú Gia Tài không? Anh đến đây. Nhà lão ông Đông Phú nhá. Vâng. Vâng đến đây ạ. À. Dạ vâng. Tôi cảm ơn. Cái thằng này nó là dân tộc Lào đấy hả? Dân tộc Kinh không ạ? Dân tộc Kinh thì làm gì có họ Tú? Nó họ gì là con có biết đâu. Ông thấy mày gọi nó là họ Tú mà.
Ôi giời ơi, đang vui thì lại phải về chăn trâu. Chán nhỉ. Con chào ông con về ạ. Chào bơm nhá, vợ gái nhá. Chào bơm sớm nhá. Hẹn gặp lại cậu nhá. Anh chào các em học sinh trường tiểu học Kim Anh. Các em nhớ ngoan ngoãn học giỏi nhá. Sang năm anh lại xuống chơi với các em. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Thôi bây giờ quậy về rồi. Còn có mỗi hai ông con mình. Còn quậy ý là năm nay dịch bệnh Covid-19, cho nên các em không thể đến trường tập trung để vui Trung Thu cùng với ông con mình được. Thế hay là ông con mình đóng kịch cho các em xem có online được không? Được, ông đồng ý. Bây giờ để đóng kịch cho các em ở trường tiểu học Kim Anh xem thì ông con mình phải về thay cái bộ quần áo này đi đã. Đúng rồi. Rồi này đóng kịch nhá. Để rồi. Cái thằng Bòn nó đi đâu mà bây giờ không thấy vào nhà? Sao lại chơi dễ kia? Bòn ơi! Con chó nào gọi gọi thì Bòn ơi! Con chó nào gọi thì Bòn ơi! Cái thằng này ngáo quá! Ôi dồi ôi ông à! Ôi dồi ôi! Con cứ đầu thì gọi con đi chăm châu thôi. Ôi dồi ôi ông! Hôm nay mày không phải đi chăn trâu nữa. Hôm nay ông với mày cùng xuống trường tiểu học Kim Anh vui Trung Thu với các em. Ôi giời thế hả ông? Ừ. Ôi giời ơi, ôi thích quá. Ôi la la, ôi la la, quá xa không hả? Xa đấy. Thế à? Thế thôi thôi, ông con mình đi bằng cái gì? Ông cũng chưa biết đi bằng cái gì được đâu. Hay là ông con mình đi bằng ông vũ trụ năm bất đại? Làm gì có thằng vũ trụ năm bất đại cái thằng? Thế năm nay là năm con gà, phải trả đi tàu năm tàu tôi cũng chụp năm con gà thì sao? À, cái thằng này cái thằng mây nhỉ? Ấy, ông đừng quên thằng bà nhá. Thế bây giờ, cứ gọi điện cho tàu cũng chụp năm con gà đi. Ông bỏ điện thoại đấy. Mắt kém không bấm được quá thì bấm bấm cho điện thoại ông dắt đây cả. Ông. Múa đi. Ông cho con tí
Hứa với Thiệu nó mạnh mẽ chứ lắm nhẹo thế này. Ông hay nhỉ. Thế cái nhạc nó mềm mại thì con phải ướt nẹo uyển chuyển hay sao nhạc chứ ông buồn cười nhỉ. Ông không hứa bao giờ. Thôi bây giờ ông hứa con nó mạnh mẽ đây. Bây giờ ông cho con nhạc máu lửa đấy. Nào nhạc máu lửa. Này con ơi, mày múa đẹp đấy. Mày múa đẹp đấy, cho ông múa với mày nhá. Hay hôm qua mình múa thi nhá. Các bạn học sinh xem chấm xem Phương múa đẹp hay bà múa đẹp nhá. Mỗi một bát cơm, mỗi một miếng thịt, con thì con không biết ăn, con chỉ biết ăn thôi.
không biết sao. Cho nên người con nó cứ gầy tông, gầy teo thế này. Úi dồi, nhìn con gầy quá. Con như hai cái cột mình thế này đấy. Khổ thân con. Khổ lắm, úi dồi ôi. Thôi, bà ơi, bà ơi. Thôi, 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 thôi. Thôi, thôi, thôi. Bây giờ như thế này, bà sẽ cho con một chiếc quạt thần. Cái quạt này ấy, con chỉ cần quạt một cái thì con ước điều gì, điều ước đó sẽ trở thành sự thật. Thế hả bà? Cái quạt này nghìn năm cũng không hỏng được đây này. Bà ơi, sao trông cũ thế này mà nghìn năm không hỏng hả bà? À, trông cũ thế này thôi con ạ. Nhưng mà bà bảo nhá, khi mà con quạt ấy, con cứ để trước mặt như thế này, con lắc đầu như thế này thì nghìn năm cũng không hỏng được. Ồ, hay nhỉ bà nhỉ. Ừ, thế thôi nhá, bà về con nhá, bà về đó. Ô bà ơi, bà chưa nó quạt cho con. À, ta quên mất đấy, cho con nhá. Con xin bà, con cảm ơn bà. Con chào bà. Ôi dồi ôi, bây giờ ta có quạt rồi. Ôi dồi. Ôi dồi, tôi chết rồi. Các em ơi, em quạt mạnh tay quá. Chết chắc, bà Tiên chưa phải bay đến tận Mỹ Latin rồi đấy. Nhưng mà bà Tiên bà có phép thần thông biến hóa chắc không sao đâu. Các em nhờ. Các em ơi, bây giờ anh có quạt rồi. Dồi ôi. Mà chưa kịp khô, anh chỉ quạt mớp một phát là còn khô không khô đâu. Nào em nào, em dầm cô đây. Ôi dồi ôi, sao nhiều em chả dầm thế này. Anh quạt đó. Ôi, khô chưa? Sao khô chưa? Ôi, khô rồi, kia kìa. Gió bay phần phật để kia chắc khô rồi. Ôi. Ở dưới kia nhá, em nào mà nói chuyện anh phải nhẹ một phát thôi, bay bù ra ngoài cổng trường. Nghe có sợ không? Ôi trời ơi. Thôi bây giờ anh phải vào anh làm việc nhà đấy. Không có tí đó phu ông đó về mà anh chưa xong việc thì coi rồi ấy nhá. Anh vào đây. Ôi quét nhà, quét vườn, nấu cám, cắt cỏ, cho vợ ăn. Rồi. Ôi dồi, xong rồi. Làm phát nữa thì sạch đóng luôn. Ôi dồi, xong rồi, sạch đóng luôn. Ôi dồi, xuống quá. Xuống quá, xuống quá. Ôi dồi, bây giờ anh ngủ ra. Trướng quá. Cho mày cái vòng kim cơ nhá.
có biết tại sao người ta gọi cái vòng này là cái vòng kim cô không? Dạ ông ơi con chỉ đi ở thôi, con làm gì phải đi học mà con biết ạ? Cái vòng này ngày xưa là của cô Kim nên người ta gọi cái vòng này là cái vòng kim cô. Ôi hả ơi, hay thế, nghe không? Nào vừa rồi. Ông đổi cho con tắt, làm tắt bỏ cái này rồi.
dưới. Đồng ý với cả là học sinh xuống phía dưới.